Tôi chào tất cả mọi người. Thì tôi là Nguyễn Thị La. Tôi 64 tuổi. Tôi ở Thủy Trần Tiên, Trường Mỹ, Hà Nội. Từ khi tôi mắc bệnh hiểm nghèo đến nay là được hơn một năm rồi ạ. Nhưng mà tôi là bị bệnh ung thư buồng trứng. Trước khi tôi phát hiện bệnh ra là tôi không ăn được, mà tôi lại không ngủ được, mà tôi khó thở lắm, mà nó lại cũng ho nữa. Thế xong mọi người thấy tôi là gầy gòm quá thì bảo là cũng phải đi bệnh viện bác sĩ để kiểm tra sức khỏe xem sao. Thì bây giờ tôi đi ra bệnh viện bác sĩ tôi kiểm tra là bây giờ tôi lại phát bệnh nặng quá rồi. Tôi đã di chuyển sang di căn phổi bậc 4 giai đoạn về gần cuối thôi. Thế là tự nguyên nhân từ đấy đi là tôi chỉ có là nó không ăn không ngủ được, nó hao cân thì tôi đi kiểm tra thôi, chứ cũng không thể nào biết trước được. Từ khi tôi mang bệnh, tôi nghĩ là gia đình thì rất điều kiện khó khăn. Các con tôi thì đi làm kinh tế lập nghiệp xa quê, mà tôi lại ít con. Thế có hai ông bà già ở với nhau thì điều kiện gia đình thì lại khó khăn, mà lại cũng nhà quê, không có một cái nguồn thu gì cả. Mà bệnh của tôi là bệnh hiểm nghèo nên là rất là tốn kém. Thế cho nên là tôi nghĩ là vất vả quá. Tôi nghĩ là cái tương lai để mà cái kinh tế khó khăn này thì tôi nghĩ là không có tương lai hy vọng để mà tôi theo được. Tôi ra bệnh viện thì bác sĩ có nói là tôi phải cắt hết buồng trứng. Xong tôi chuyên hóa chất. Thì đến lúc mà khi mà nói chuyên hóa chất là tôi rất lo sợ, là bởi vì là ai mắc cái bệnh này mà chuyên hóa chất là rất là độc hại, là bởi vì là cái sức khỏe của mình đã mắc bệnh thế này nó yếu kém, mà lại chuyên cái hóa chất này là rất là nặng nề, cho nên tôi lo sợ, tôi không nghĩ rằng là tôi có chịu đựng nổi hay không. Tôi mà ngồi đây tôi mà nghĩ mà kể lại những cái lúc mà tôi mà đi chuyên hóa chất thì về tôi rất lo hãi, tôi lo sợ lắm. Tôi đi chuyên về là tôi rụng hết tóc, cái thứ nhất. Thứ hai nữa là tôi không ăn, không ngủ được. Ngày thứ ba nữa là đêm tôi đau hết người. Rồi chân tay tôi tê bi hết chân tay. Tôi rất là lo sợ, tôi rất là buồn, mà tôi khó chịu lắm. Cho nên là tôi ngồi đấy tôi nghĩ lại những cái lúc tôi mà đi chuyên là tôi rất là lo sợ, tôi hãi lắm. Con gái tôi đi làm xa cũng không ở được trực tiếp ở nhà với tôi được. Thế cho nên con gái tôi cũng lo lắng cho mẹ. Con gái tôi cũng thông tin được cái sản phẩm kinh phu coi đan. Cái sản phẩm này rất là tốt. Riêng bản thân tôi được dùng cái sản phẩm này rất là hiệu quả. Bắt đầu từ tháng 7 năm ngoái, tôi chuyên hóa chất. Thì tôi dùng cái sản phẩm kinh phu coi đan. Tôi rất là hiệu quả. Hiệu quả rất là tốt. Mà tôi chưa dùng cái sản phẩm này thì tôi chuyên hóa chất là tôi thiếu máu hồng cầu, mà tôi mệt mỏi, mà tôi nôn nhiều, mà tôi tê bi hết chân tay. Thế trong khi tôi vừa chuyên hóa chất thì tôi được thông tin cái sản phẩm này là tôi rất là yên tâm. Từ khi mà tôi dùng cái sản phẩm này thì mọi người là quá rất bất ngờ cho tôi, là bởi vì là tôi bệnh của tôi quá nặng rồi. Mà bệnh của tôi là giai đoạn cuối rồi. Thế mà giờ tất cả đây coi là anh em làng xóm cũng hỏi thăm, tới thăm tôi là cũng nghĩ rằng là tại sao tôi cái bệnh hiểm nghèo như thế. Mà giờ bây giờ tôi dùng cái sản phẩm nào mà lại giờ bây giờ tôi lại hồi phục lên tôi khỏe như thế này là quá bất ngờ. Cho nên tôi cũng thông tin với tất cả dân làng với mọi người là bệnh như tôi là tôi đang dùng cái sản phẩm kinh phu coi đan là rất là tốt, rất là hiệu quả. Cho nên là mọi người là thấy quá bất ngờ cho tôi là bởi vì là tôi gặp được cái sản phẩm này nó quá hiệu quả, quá tốt. Cho nên là tôi sức khỏe tôi hồi phục đến lúc này là tư tưởng của tôi rất là yên tâm, mà tôi thoải mái. Trong quá trình tôi đang chuyên hóa chất thì ngay tôi uống 2 lần, mỗi lần 4 viên. Thế đến bây giờ thì tôi nghỉ chuyên thì giờ thì sức khỏe tôi đang khỏe, đang hồi phục lên, thì giờ ngay tôi uống 2 lần, mỗi lần là 2 viên. Tôi cứ khuyên mọi người ai mắc bệnh ung thư như tôi ấy,
thì phải thoải mái tư tưởng, sống vui sống khỏe để cho cái sức khỏe của mình, tư tưởng cho nó thoải mái. Với lại khuyên theo lời bác sĩ tư vấn điều trị thuốc men cho nó hợp bệnh, cho nó mỗi ngày nó mỗi hồi phục sức khỏe lên. Thế vì tôi cũng thấy là cái sản phẩm kinh phu coi gian này rất là tốt. Mà giờ hiện bây giờ tôi vẫn đang dùng. Tôi dùng cái sản phẩm này là rất là hiệu quả. Mà tôi dùng cái sản phẩm này đến bây giờ là coi là tôi khỏi được cái đau đầu, đau người này, tê bi chân tay. Thế vì cái máu hồng cầu của tôi là nó điều hòa được rất tốt. Nên tôi bây giờ tôi đi chuyên là tôi không phải chích cái máu hồng cầu nữa. Đấy là sức khỏe của tôi là tôi đi kiểm tra lại thì bác sĩ có nói là hiện bây giờ là sức khỏe tôi rất là tốt mà đang tiến triển hồi phục rất là khỏe thôi. Và tôi khuyên tất cả các mọi người ai cũng mắc bệnh ung thư như tôi nên tư vấn để tìm hiểu cái sản phẩm này để dùng rất là tốt và rất là hiệu quả. Tôi xin cảm ơn sản phẩm Kinh Phu Coi Đan đã giúp cho tôi được phục hồi sức khỏe đến ngày hôm nay. Kinh Phu Coi Đan đồng hành sống khỏe.